Xin chào cả nhà, Nhân lại tiếp tục chia sẻ cho cả nhà mình những cái video. Hôm nay thì Nhân chia sẻ về một cái vấn đề là có cần xác định mục đích trước khi mua bất động sản hay không? Thì câu trả lời chắc chắn là có. Thì nói chơi thôi. Chứ bởi vì thì cũng có rất là nhiều khách hàng khi mà đi mua bất động sản thì hầu như là không có mục đích, mà tại sao mua? Tại vì một cái lý do là thấy người ta mua là mua theo. Đó là những cái trường hợp của những khách hàng, chẳng hạn như là khi thấy bạn bè mình mua và mình mua theo, hoặc là thấy cái người vòng vòng cho hàng xóm mình á mua thì mình cũng mua theo, chứ hoặc thấy sốt đất ầm ầm đó là cũng mua theo luôn, chứ không biết là mua đất để làm gì, không biết là mua để đầu tư hoặc là mua, nói chung là không xác định mục đích ấy. Thì những cái trường hợp như vậy là nó thường rơi vào những cái kiểu là, tức là những cái trường hợp đó là rơi vào những cái khách hàng mà mình, nếu như mình mua mà cái đồng tiền vốn của mình đó, cần làm cái gì đó mà mình không làm đó mà mình đi mua đó, thì nó sẽ xảy ra những cái trường hợp, chẳng hạn như là khi mà muốn ở thì ở cũng được, tức là cái vị trí nó khá xa với cái chỗ mình làm việc, và thứ hai là nếu như mà muốn đầu tư bán lại á thì cái vị trí đó bán cũng không được, hoặc là bán lại thì nó không có lời nhiều lắm đó. Thì những cái trường hợp đó nó rất là nhiều rồi, chứ không phải là một hai khách hàng bị. Cho nên là nhân khuyên cho tất cả các khách hàng mình, nếu như mình mua bất động sản á thì mình đầu tiên là phải có mục đích sử dụng, hoặc là mình mua bất động sản với cái số tiền và với cái số tài chính của mình, đó là cái dạng như là nó là dư giả, nó không có cần làm một bất cứ một cái gì hết, thì lúc đó là mình cái số tiền dư đó mình có thể là bỏ vào bất động sản, thì cái đó thì nó rất là ok. Còn nếu như mà cái đồng tiền đó mình cần phải làm một cái gì đó thì đừng nên mà cái kiểu là cứ mua bất động sản mà không có mục đích. Thì ở đây là những cái mục đích của những khách hàng mua bất động sản đó, thường nhất đó, là hầu như là khi mà Nhân vào nghề thì nó cũng 4 năm rồi, hầu hết là Nhân bán hàng cho khách hàng đều là đầu tư hết, nó bán cho khách hàng ở thì nó không có nhiều lắm, nó đếm như đầu ngón tay. Giống như là dưới cứu sinh đây thì Nhân có bán cho khách hàng đó, ở đó, thì bây giờ thì giống như người nhà rồi, nhưng mà cũng ít thôi, thì đa số là bán cho đầu tư nhiều nhất. Thì bây giờ là nếu như mình mua bất động sản, mình phải xác định được nè, đầu tiên là mình phải mua để làm gì, tức là mua để ở đó. Nếu mình xác định mình mua để ở thì cái vị trí đó nó phải gần với cái chỗ làm của mình, ăn sau này mình ở thì tiện mình đi làm, hoặc là cái chỗ bất động sản mà mình mua đó thì nó có nhiều khu công nghiệp, nhiều công ty xí nghiệp đó, thì lúc đó là mình hãy mua đó, tại vì sau này mình ở đó thì mình có thể là chuyển cái công việc, chuyển công tác về nơi đó ở thì nó rất là ok, nó không thành vấn đề. Hoặc là mình mua để đầu tư, để đầu tư thì mình phải chọn những cái vị trí là cũng phải gần là những khu công nghiệp, hoặc là những cái gì đó là nó có những cái tuyến đường mà nó kết nối giao thông với những cái nơi khác nó dễ dàng hơn á, thì lúc đó là mình mua đầu tư thì nó sẽ sinh lời, hoặc là nó sau này nó sẽ có một cái trường học gần đó, hoặc là có một cái bệnh viện gần đó, hay là có một cái chợ gần đó, tức là mình xác định là mục đích đầu tư đó, thì mình sẽ mua những bất động sản nó như vậy. Hoặc là mình mua đất để xây nhà cho thuê, hoặc là mua nhà để cho thuê, thì cũng phải là tìm những cái vị trí là nó phải gần khu công nghiệp, tại vì khu công nghiệp là nó sẽ giải quyết hết tất cả những vấn đề mà cái mục đích mình đặt ra. Nếu như mà mình xây nhà cho thuê thì chắc ăn nó sẽ cao hơn phòng trọ rồi, thì lúc đó là những cái người mà quản lý công nhân thì họ sẽ là những cái người thuê những cái nhà đó mà của mình. Và cái mục đích tiếp theo nữa là mua để đó, tức là bây giờ là hiện tại là có rất là nhiều khách hàng là dạng như mua để đó mà chả biết làm cái gì luôn, tức là thôi có tiền là cứ đổ vô bất động sản thôi, chứ là không biết là mua để đầu tư hay mua để ở hay là mua làm cái gì hết, mà đó là hoàn toàn là cái tiền nhàn rỗi là nó có dư, thì thay vì đem vào ngân hàng thì một năm thì lãi suất nó không có bao nhiêu hết, nhưng mà đối với bất động sản thì nó lại khác đó, nhiều khi là một năm nó
nó tăng 15-20%, nhiều khi gặp những cái đợt sốt thì nó có thể là 50% hoặc là 100%, 100% rất là gấp đôi nha cả nhà. Đó. Hoặc là một cái mục đích nữa là mình mua để mà đầu tư lướt sóng á. Đầu tư lướt sóng là một cái mục đích mà hầu như là ai cũng có mục đích hết, nhưng mà nó rất là khó chứ không phải là đơn giản. Tại vì bây giờ nếu như mình mua những cái sản phẩm với những cái vị trí mà cái kiểu như những cái khách hàng đó người ta kẹt tiền á, người ta kẹt tiền để mà người ta bán lại đó, thì hầu như là không tới được mình. Tức là khi mà có những cái sản phẩm đó rồi thì những cái cò hoặc là những người môi giới đó, họ cũng mua cái sản phẩm của mình luôn rồi, mua những sản phẩm đó rồi chứ không có kiểu mà tới được mình đâu, cho nên rất là khó. Thì nói chung là nhân nói tóm lại một cái á, là mình khi mà mua bất động sản là mình phải có mục đích, để đừng có rơi vào những cái trường hợp như lúc nãy nhân nói, tức là muốn bán thì bán không được, muốn ở thì ở cũng không xong. Đó. Rồi, nhân xin chào cả nhà và nhân hẹn gặp lại cả nhà mình ở những video sau.